Chào tất cả mọi người nha. Nay mình sẽ review cho mọi người mấy bài địa điểm câu cá vừa cầm tay nha cả nhà ở khu Kỳ An. Ở đây là bài này là thuộc là bờ đê thị trấn Vĩnh An nha cả nhà. Đây. Bài này thì mình có thể là chạy xe máy ô tô tới được luôn nha. Vừa cầm tay qua đêm vừa câu cá. Để sạch sẽ nha cả nhà. Mình review cho mọi người xem nha. Đây thì có mấy người đang câu này. Hôm nay ngày thứ 6. Ít người câu. Đấy nha mọi người, đây là cái trên này là cái bờ đê nha. Đó, chạy xuống đây. Đây là thuộc thị trấn Vĩnh An. Bây giờ mình sẽ review điểm đầu tiên nha, điểm này là điểm câu cá cắm trại của Hồ Trị An. Bài này thì rộng lắm nhé cả nhà. Mùa này là mùa nước lên, còn mùa nước cạn thì nó ở xuống dưới kia kìa. Mùa này mình đậu ô tô đến nay mình nướng ăn uống, còn câu cá thì xuống dưới này. Có thể câu đai được nhé cả nhà, câu đai hoặc câu cần máy. Có cá chứ chú? Nay ít nhỉ, ít người nhỉ? Hôm nay nó sợ rồi đi hay không đi câu nữa. Mồm quá đúng không? Mồm quá. Dạ. Bữa giờ không có đâu, bữa nay có vẻ vắng rồi à. Bữa giờ không có. Chú là chắc ngày nào ở đây đúng không? Mới đi qua bê tông mấy ngày. Bê tông cũng có luôn chú. Không có. Nói chung nó đã không có rồi, chỗ nào cũng giống nhau. Dạ. Ở đây mọi người có thể câu đai nha cả nhà, câu đai câu máy. Bạn này thì sạch sẽ đẹp. Ở đây là hoàn toàn miễn phí nha mọi người, không phải là mất vé mất đồ gì nhá. Mình chỉ có là vào đây câu rồi giữ gìn vệ sinh thôi, dọn rác sạch sẽ là được rồi. Để cho người đến sau họ khỏi than. Hôm nay thì bãi này nó bình thường bãi này nó ngồi kín luôn cả nhà. Thường bãi này thì anh em câu đai ngồi kín luôn, nhưng mà hôm nay tình hình là gió là sắp bão. Đang xả có thể là khó cấu á, và nghỉ vài ngày. Bây giờ mình sẽ đi qua bên bãi bên kia mình review cho mọi người xem nhé. Bên kia là bãi hai bãi Bụt Tre Đông Trường và Bến Pha Bến Thuyền. Đây là em đang chạy trên bờ đê nha mọi người, bờ đê thị trấn Vĩnh An. Có thể đến đây cắm trại câu cá này, quá đẹp luôn. Đường này đi vào chỗ khu Đông Trường nha cả nhà, Bến Thuyền.
Đấy là cổng vào nha, cổng vào của bến thuyền, khu du lịch đảo Đông Trường. Ở đây thì mình rẽ qua cái lối ở bên bên hông này nha. Mạnh mong luôn cả nhà ơi, được mạnh mong luôn. Mình đi qua bên bên thuyền trước nhé cả nhà, coi em quay một vòng và thử anh em câu cá có. Đây là bài bến thuyền nha cả nhà, ở đây cắm trại đẹp này, ở đây nóng lắm. Này 3 cân, ở đây 3 cân. Có không anh? Có cá không? Mới xuống rồi, mới. Mùa này chắc rô con nhiều đúng không? Đánh đi. Đây nó mát cả ngày luôn nha cả nhà. Em đến đây thì trải bạt ra ngồi thôi. Tầm kia có người nè. Có không anh? Có hoàng đế à hay là à, câu cảm hả? Sóng nha, sóng mạnh quá. Ở đây là bến thuyền nha cả nhà, bến thuyền khu Đông Trường đảo. Đây là anh em ngồi hai bên bờ này này. Bây giờ em sẽ đi qua bên khu bụi tre kia cho mọi người xem nhé. Ở đấy ô tô xe máy dây chạy vô thoải mái nhé cả nhà. Về à chú? Về thôi. Ủa sao về sớm vậy? Hả? Về sớm vậy? Có cá đâu. Ồ, tưởng là nhiều quả mới về chứ. Không có. Dạ. À, kém quá. Câu sáng giờ luôn hả? Ừ, câu sáng giờ luôn, đi sớm. Đã có nào không? Được 7 con gì đó á. Cái gì à? Lô phi à hay là cái gì? Lô phi rồi gì á. Chỉ có 7 con, 6 con cơ. Cái nhỏ hay to? Nhỏ nhỏ không, chút rồi. À, còn cá gì ta? Lộc kiến. À, lộc kiến. Ừ. Còn cá gì mà trắng trắng ta? Cá cỏ. Cá trôi. Trôi. Trôi trắng. Trôi trôi. Giờ đây về chiên được rồi. Chiên cho nó về tí. Dạ. Chắc cái chỗ này là anh trùm rồi đúng không? Đâu có, hôm nay mới đi mà. Hôm nay đi hả? Mấy hôm đâu đi đâu. Ăn không? Cá không? Ăn cá. Cá hương hả? Cá trắng đó, được hai con rô hồng. À. Đây là mồi bẫy này. Cá này nó vào thì nó phá lắm. Phá mồi ghê lắm, sáng giờ không có ăn đâu. Lục kiếng hai con luôn đấy chứ. Lục kiếng bắt về thả hồ được. Hãy
cái trắng đẹp chứ. Các loài này có hô về nuôi được này. Sau này nó lớn. Người dân. Người dân. Cái dành đúng không? Đây đây dành này. Cá này nó phá mồi nhanh lắm. Nó cài được khó dính. Cá mà nó đâm qua đâm lại hết mồi. Cá giờ nó hai mà còn nữa. Đây có phi. Ồ, phi con. Hết rồi, con phi à? Đi câu phi với con. Đi ra ngoài này xem có thử. Rồi anh em chạy xe đã thoải mái nhé. Bản này thì nó yên tĩnh. Có không anh? Không. Câu cá mà không phải câu khoai hả? Đầy lổ luôn. Có không bồn? Ba con rồi. Phi à? Đi chơi thôi. Bạn này đẹp rồi. Nước này câu đẹp luôn. Phi bự bự không? Phi bự à? Bên kia họ câu cá nhỏ không hả? Ở đây thế nào đùng chẹt à? Ô nãy cà phê cảng vắng vậy. Đẹp rồi. Đang ngồi đẹp luôn. Chỗ này ngồi 3 người được nè. Nhỏ mặt nó xảy mà bà con.